Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Tín Tùng BTS. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với một con xe mà chắc có lẽ rằng đã từ rất lâu rồi mình đã không có chạy nó. Đó là Sharkman X3000. Và bây giờ đây, mình sẽ bắt đầu lui chua. Đây là một phân đoạn cắt ngắn trong video ngày hôm nay anh em nhé. Hôm nay mình sẽ kéo một cái móc chở xi măng rời. Cụ thể bao nhiêu tấn thì anh em tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại với chi tiết của video. Còn đây là một cái phần đoạn mà mình cắt ngắn lại. Thấy cái đoạn nhiều bạn ưng coi cái đoạn lùi chuồng, nhưng mình cắt cái đoạn lùi chuồng này cũng thoát một riêng một cái đoạn video ngắn ở phần đầu video cho các bạn xem nhé. Đây Sharkman X3000. Chả hiểu sao cụ Công nó chơi cái máy của gì lạ thì Công ơi Công. Mà giờ này nó lại đi quê em, nó lại đi bố độ rồi anh em. Nghe Cumin mà nghe như kiểu đang nghe hỏa tiễn, hỏa chờ hỏa tiễn ấy. Giòn chẳng phải giòn mà như kiểu gì nhỉ. Anh em thử comment xem là cái máy này giống tiếng gì nhỉ. Rồi giờ tới phân đoạn chính này. Ok, hiện tại thì mình đang ở một cái gara của mình anh em nhé. Ở trong một cái nhà chờ xe buổi sáng sớm. Mình dùng con Sharkman này là mình sử dụng cái cản trước của nó là cái cản trước dành cho xe ben anh em nhé. Đó. Còn cản X3000 ở Việt Nam đó là cản như các video đời trước mình chơi ấy, là cản bằng anh em nhé. Ba bậc lên xuống nhé. Còn cản này là cũng ba bậc, như một bậc nó là bậc bậc không nằm trong ba đời sốc ở phía trước, mà bậc này là bậc rời riêng anh em nhé. Đó. Đây là cản trước dành cho xe ben. Đấy anh em thấy đấy. Nhìn trông cũng rất chi là này nọ anh em nhỉ. Mà Sharkman ở Việt Nam dạo này cũng khá là nhiều anh em nhé. Đặc biệt là X3000, đầu kéo X3000 cũng nhiều lắm. Đây là ban đêm anh em, bởi sáng sớm đó, gương khá là to và rõ, tầm nhìn rộng. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ để mình bốc xi măng anh em nhé. Video vẫn làm theo thể thức là lồng tiếng anh em nhé. Map Eurolando Pro anh em biết đoạn này rồi đúng không? Cái đoạn này là vô trong một cái khu vực một cái mỏ khai thác anh em. Anh em chở máy công trình hạng nặng hay là chở đất đá gì đó thì anh em hay ở chỗ thành phố Posa anh em. Mình đi nhận xi măng rời vào buổi sáng sớm. Nó nhẹ nhàng thôi chứ không phải nặng nề cho lắm. Đoạn đường thì cũng quá quen thuộc nên mình cũng không có gì phải bình luận. Cho nên là những phần còn lại thì cái map này thì chắc có lẽ là mình chạy đi chạy lại tương đối là nhiều lần, thì các bạn đã biết rất nhiều lần rồi, cho nên mình chẳng có cái gì gọi là quá gọi là bất ngờ để review và bình luận cho các bạn. Cho nên là phần bình luận của mình sẽ kết thúc tại đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành để đi nhận xi măng rời anh em nhé. Còn phần lùi chuồng thì mình đã review và bình luận ở phần đầu rồi. Đấy là phần gọi là cắt ngắn đấy, cho nên phần đầu rồi. Cho nên những phần mà gọi là gay gắt nhất thì mình để lên rồi. Còn phần mà vượt còn những cái phần mà nó hấp dẫn hơn, chẳng hạn như vượt đường lầy lội thì chắc lẽ là mình sẽ chia thành phần 2. Thì trong cái đoạn này thì mình sẽ giới hạn của nó ở dưới 20 phút anh em nhé, 17, 18 phút gì đó, ngắn gọn thôi. Cho nên là anh em cố gắng xem và ủng hộ mình nhé. Video này về dòng Sharkman này thì mình sẽ chia làm hai phần, chia thành hai tập. Đây là tập 1 thì sẽ là đi bốc hàng, tập 2 thì sẽ là vượt được gọi là địa hình khó. Đây là
anh em hãy cố gắng ủng hộ bằng cách giúp mình nhấn like, share và share video nhí mạnh mạnh. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi và luôn ủng hộ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong phần tập 2 của video Sắc Man X3000 kéo mọc CMC chở xi măng rời.